Trời, mất niềm tin nơi cuộc sống này quá. Cô nên đi chỉnh cái hàm răng lại đi, chứ để vậy hung trầy cái môi bạn trai của cô tội nó. Hễ đúng là nhất lé nhị hô tam lùng tứ súng bể. Thiệt tình, cô xấu không có chỗ nào chê luôn. Mày nói xấu mày. Mày nè, chết cha mày nè. Người ta đẹp gì mà nói tao xấu hả mày? Cho mày chết, chết đi mày, chết đi. Người ta hô đẹp gì mà chê tao xấu hả mày? Giải tán đi. Giả hô còn ác nữa chứ. Quýnh con người ta từng ớt chảy mù mịt luôn à, thiệt tình. Miệng cô hô thì tôi nói miệng cô hô, chứ không lẽ miệng cô hô mà tôi nói miệng cô thúi. Thằng ghê, mày nói miệng ai thúi hả? Tôi không có nói anh. Mày lại chê người ta nữa phải không? Đâu có đâu, tôi khen á. Khen sao mày nói người ta mớm ta thơm? Cái mỏ của chị ấy chìa ra khoảng 30 cm. Vậy sao kêu tôi nói chị ấy mớm được chứ trời? Để coi bình tĩnh đi, chị ấy hô thì cứ mà giữa hô với mớm lại không nhận mày ra. Mày chết đi mày. Đi chỗ khác. Bị chê nhiều quá, ám ức quá, quyết tâm đi sửa lại hàm răng nè. Răng tôi người ta bảo là không có đều mà còn bị hô nữa. Nên bây giờ tôi phải cực lực quyết tâm đi sửa lại cái hàm răng này cho nó đẹp lại mới được. Với cái bộ răng này, chỉ cần người yêu mà nó đụng tới tôi là có ngày nó sức môi gì chơi á. Hùng nhau cái môi tôi chưa kịp đụng môi nó là cái răng tôi đụng trước rồi. Mấy anh muốn tôi sống như thế nào bây giờ đây? Mau đi tìm cái nha khoa nào đó thật sự chuyên nghiệp cho tôi. Mà giá phải ưu đãi nữa. Ê con kia, mày sai ai đó? Ngay cả tao mà còn chưa tìm được cái nha khoa nào uy tín ở đó tìm cho mày. Mà tao thấy răng mày cũng bình thường mà. Mày thì hô, còn tao thì mớm. Ông mớm còn đỡ hơn tôi. Tôi hô như vậy tối ngủ biết đau bụng lắm không? Gió lúc nào cũng luồn vào khe ấy hết. Sao không lấy gì đậy lại, làm sao nó lọt vô được? Nè tao nói mày nè, tối ngủ á, mày nhét một tô bồ viên, hai con tôm tích là khỏi bị sợ đau bụng. Vậy kia tôi sống làm cái gì nữa? Tôi ghẹo mày thôi, mày mau tới nhà khoa Đại Nam đi, đang có niềng răng ưu đãi đó. Tôi sẽ tới đó, niềng cho hết hô răng đều với trái bắp cho anh coi. Tao nói mày nghe nè, nếu mày là học sinh sinh viên, họ sẽ ưu đãi ngay 5 triệu đồng và tặng kèm ba lô cao cấp. Nha khoa Đại Nam còn hỗ trợ trả góp nữa. Mày đi niềng đi. Vậy chứ tại sao anh không niềng đi? Răng của tao tuy nó mọc không đều, nhưng tao bị mớm đâu có bị hô giống như mày đâu. Cần thiết gì phải đi niềng? Bây giờ mày đi niềng trước đi, rồi cảm thấy ổn á, về nhà tao sẽ xin ba má tao cho tao đi học lại, rồi tao sẽ tới đó nói với họ tao còn là học sinh để cho họ ưu đãi tao tẹt háng luôn. Giang hồ thiệt là hiểm ác, cái gì cũng nghĩ ra được hết. Thấy ngon lành chưa? Nè, mày đừng có mơ nữa, nó đã có hai lửa, dán ra đống thuyền rồi. Đống rồi thì gỡ ra đống lại thôi, có gì đâu lợ. Làm vợ anh nghe.